bạn có thể hết đau lưng ngay cả khi bạn lái xe đường dài liên tục. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trúc Công Huy. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái việc là bạn có thể không cảm thấy đau lưng, không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy ê ẩm người khi lái xe đường dài nhiều bằng ba cái mẹo sau đây. Bởi vì tôi biết rằng hiện nay cuộc sống của chúng ta, đúng không? Chúng ta lái xe rất là nhiều, áp lực công việc, chúng ta lái xe đường dài liên tục. Và bản thân tôi cũng vậy, có những ngày tôi lái xe đến 300-400, thậm chí hơn 400 km một ngày. Và tôi vẫn duy trì một cái nền tảng thể lực tốt, tôi vẫn có một cái tinh thần minh mẫn, thoải mái, một cơ thể rất là tuyệt vời. Và ngày nay tôi muốn chia sẻ với bạn những cái bí kíp để có thể là lái xe đường dài một cách rất là dễ dàng, không hề mệt mỏi. Cái yếu tố đầu tiên các bạn cần phải điều chỉnh cái tư thế ghế ngồi cho thật sự là thoải mái. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta lái xe thì cái tay của chúng ta không được căng quá. Tay chúng ta ngồi giữa hết vai vào vô lăng, giữa hết vai vào ghế. Sau đó chúng ta cầm vô lăng, tay chúng ta hơi trùng này thôi, chứ không căng quá, nó không trùng quá này. Chúng ta hơi vừa phải, chúng ta cầm, chúng ta vần vô lăng, thấy nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng như này. Là một. Cái thứ hai đó là khu vực chân của chúng ta. Thì chúng ta sẽ làm sao khi chúng ta đạp nút ga hoặc đạp nút phanh, đạp hết cỡ cái phanh ấy, chân chúng ta cũng không bị căng quá. Thì đó là cái tư thế mà khi chúng ta ngồi nó sẽ đỡ tốn lực nhất khi chúng ta lái xe. Chứ nếu như mà chúng ta để nó không đúng thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều sức lực cho việc vần vô lăng, cho việc tăng ga, giảm ga, cho việc giảm phanh. Đấy, đặc biệt là những ai mà đi xe cồn tay, đi xe số sàn thì chúng ta rất là mỏi. Cho nên chúng ta cần phải có một cái vị trí ghế ngồi thật là phù hợp, thật là thoải mái. Thứ hai đó là chúng ta cần phải kê một cái gối mỏng ở khu vực thắt lưng. Nó kê một cái gối mỏng khu vực thắt lưng. Bởi vì cái đường cong sinh lý của chúng ta và cái ghế nó không giống nhau. Cho nên mọi người thấy là các bác tài, nhất là các bác tài mà đi đường xa nhiều, họ luôn có cái đệm ở khu vực thắt lưng ạ. Thì ở trên một số dòng sedan cao cấp, một số dòng xe cao cấp thì có tính năng bơm hơi ở ghế, nó bơm hơi ghế thì là mình bơm cho nó đầy vào cái chỗ lõm, nó đầy vào cái chỗ lõm của thắt lưng của chúng ta. Đó, còn nếu không chúng ta hãy lựa chọn cái gối bằng capsulon mỏng thôi nhé, đừng có dày quá, nó lại phản tác dụng, nó lại cong quá, nó lại ta đệm vào khu vực này thì để giúp cho cái khu thắt lưng của chúng ta nó được lưng đỡ. Và khu cổ này cũng vậy, khi chúng ta ngồi chúng ta phải cái ghế chúng ta ngả ra, chúng ta chạm đầu vào cái tựa đầu, tay lái xe thoải mái bình thường, và chúng ta phải thấy nó đỡ cái đầu này. Bởi vì nếu như mà chúng ta không đỡ cái đầu này mà lái xe đi cứ dập dành thì nó rất áp lực, rất là mỏi cổ và nó gây áp lực cho toàn thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ngồi chúng ta phải cái ghế chúng ta nó đứng ngửa ra sau quá, đừng có đứng lên trước quá, mà chúng ta để tùy theo từng người làm sao để kê cái họng đầu này nó lọc vào cái tựa đầu, vai chạm tựa đầu chạm mà chúng ta lái xe rất thoải mái như vậy. Là tôi lái liên tục vài tiếng không ảnh hưởng gì hết các bạn, rất là thoải mái đó. Và cái phương pháp thứ ba tôi muốn mách các bạn, muốn chia sẻ với bạn, đó là chúng ta đừng cố, chúng ta lên dừng lại nghỉ sau mỗi 1 tiếng 30 phút. Chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút vừa đi xả nước, đi tiểu ấy, vừa đi xả nước, vừa là ngó nghiêng kiểm tra xem mà các lốp xe của chúng ta hoạt động bình thường không. Và đặc biệt là chúng ta vươn vai, chúng ta vặn người, chúng ta thể dục vài cái để giúp cho cơ thể chúng ta không bị một tư thế quá lâu, thì nó giúp cho cái hành trình của chúng ta an toàn hơn, nó thoải mái hơn. Và mỗi cung đường là một cung đường rất là tuyệt vời. Chứ nếu như chúng ta cố người ta đi, vậy là cố 5 phút thôi, nhưng mà nếu như mà người nó mệt mỏi thì sau hành trình đó bạn có thể nghỉ cả buổi để hồi sức, để tái tạo năng lượng, thì nó sẽ tính ra nó sẽ tốn kém hơn, nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Cho nên là các bạn nhớ ba cách đó. Đầu tiên là chúng ta cần phải điều chỉnh tư thế ghế ngồi cho chuẩn. Thứ hai là kê đệm một khu vực họng lưng. Đó. Thứ ba là chúng ta nghỉ sau mỗi 1 tiếng 30 phút. Chúng ta nghỉ khoảng 5 phút đó. Chúng ta đi tiểu, chúng ta đi xả nước, uống nước, và chúng ta kiểm tra xem là hệ thống 4 lốp, 6 lốp hoặc hệ thống lốp xe của chúng ta hoạt động bình thường không. Thì vừa là giúp cho cơ thể nó thư giãn, vừa là giúp giảm tình trạng bị căng thẳng, mệt mỏi các bạn nhé. Tôi là Trúc Công Huy, và nếu như các bạn thấy bạn bè của mình ai đang làm những công việc phải lái xe nhiều, gặp những vấn đề về đau lưng khi lái xe, hãy tag tên họ vào hoặc hãy chia sẻ video này đến với họ để họ có những kiến thức, có những cái kinh nghiệm nhỏ bé thôi, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp họ có một cuộc sống tuyệt vời hơn, một cơ thể tuyệt vời hơn đó. Tôi là Trúc Công Huy, nhớ like và follow kênh YouTube giúp tôi nha. Bye bye.